phải làm việc của tôi. Anh Hưng là thanh tra. Làm việc nó phải có giấy mời. Anh Hưng là thanh tra ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, nhưng mà biên mà không xác định được, tôi tố cáo là ông Hoành vu khống gia đình nhà tôi, lấn đất giao thông. Thứ hai là không hợp thức hóa 191. Tôi tố cáo là có bằng chứng ở nơi. Thứ nhất, đất nhà tôi mua là đất thổ cư, mà hiện tại đất này đã nằm trong khu dân cư, không phải đất canh tác. Như anh Hưng căn cứ vào biên bản trái phép của thôn 8, anh Hưng căn cứ vào cái biên bản trái giao trái phép thẩm quyền này của thôn, thôn không thẩm quyền giao, không thẩm quyền bán. Anh Hưng không thẩm định là thôn bán đất gì, loại gì, có phải đất thổ cư không, có phải đất giao thông hay không, có phải là đất canh tác hay không, để mà anh Hưng làm việc cái chính xác hơn. Xong rồi anh Hưng sẽ tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tân Yên trả lời đúng hơn. Nhưng anh Hưng làm như thế thì làm sao các hiểu việc làm của các vị. Cái thứ nhất là cho rằng những việc làm của các vị đấy hoàn toàn gọi là có những cái mục đích khác, không, chứ không phải là mục đích đối với đến để hỏi tôi về cái việc. Tôi nói anh Hưng này, anh Hưng này, hiện tại nhà tôi làm nhà và mua đất không lấn ra đất đủ giao thông. Còn cán bộ tôi muốn, nếu như tôi lấn ra đất giao thông thì tôi đề nghị ủy ban huyện và xã về giải tỏa giao thông cho tôi, đường thì thông thoáng, nếu là đất giao thông. Còn nếu như mà không phải là đất giao thông thì đề nghị anh Hưng cũng tham mưu chủ tịch huyện làm lại. Cái thứ nhất là nhà tôi không mua đất, không lấn đất giao thông. Cái thứ hai, nhà tôi mua đất là đất thổ cư, nhà trẻ cũ, sân kho cũ. Đất thổ cư thì sẽ phải được hợp thức hóa. Bây giờ tôi yêu cầu đề nghị về đo đất, xác định đất. Tôi yêu cầu anh Hưng này đã là anh cha thì phải căn cứ vào hai bên, căn cứ vào văn bản, căn cứ vào thực tế đất cát. Bởi vì giải quyết đất cát là căn cứ vào thực tất đất đang ở này, thực tế đất cát, để mới ra một cái văn bản tham mưu cho chủ tịch đúng pháp luật. Bởi vì sao? Nếu như anh căn cứ độc vào văn bản này, cái người nông dân người ta bán, người tiểu trưởng thôn người ta bán, người ta ghi văn bản người ta không hiểu gì thì người ta ghi bừa vi phạm, bởi vì người ta bán người ta còn vi phạm pháp luật, người ta chả biết gì, còn ghi người ta chả biết ghi thế nào cả. Thế thì mình phải thẩm định lại xem cái dạng đất này thôn bán có đúng hay đúng là đất canh tác không, đúng là đất thổ cư không, đúng là đất giao thông không. Nếu ở loại đất nào thì chúng ta sẽ làm cho người dân vào loại đất đấy, hợp thức cho người ta dân vào đất đấy. Nếu là canh tác thì thôi, không hợp thức rồi. Nhưng mà tôi khẳng định anh Hưng rằng đất nhà tôi là thuộc dạng đất thổ cư. Như anh Hưng 70 ngày, gần 70 ngày từ ngày nhận đơn, anh Hưng trả lời nhà tôi vẫn sai hết. Bởi vì sai, tôi bảo sai bởi vì là trả lời là đất người ta là sai. Anh Hưng không thẩm tra giấy tờ, người ta phải thẩm tra xem giấy này có giả, giấy này có thật không, có phải là thôn bán 30 m² không, có phải là thế nào hay không. Thế thì anh mới thẩm tra chuẩn xác cho anh mới tham mưu được. Anh chưa thẩm tra, tôi khẳng định là anh Hưng, Nguyễn Thái Hưng làm sai. Bởi vì tham mưu chủ tịch huyện là thông báo cho tôi cái quyết định giải quyết tố cáo tôi là sai. Bởi vì sao? Bởi vì nhà tôi không lấn đất giao thông, bởi vì nhà tôi không nhà tôi mua đất thổ cư, nhưng anh Hưng tham mưu là đất canh tác. Nhà tôi mua đất là thổ cư, anh Hưng là mua tham mưu là đất canh tác. Bởi vì anh Hưng căn cứ vào cái giấy biên bản bán đất trái phép, anh Hưng tham mưu, anh không căn cứ vào thực tế đất nhà tôi đã sử dụng là loại đất gì. Cái thứ hai đó là đường nhà tôi, ông Thân, Hoàng Thân giải quyết nhà tôi là sự thật. Đây là cái ngõ cụt, đường vào sân kho là ngõ cụt, thời còn sân kho là ngõ cụt, còn thời giải thanh lý sân kho, nhà tôi mua đất mà mua một phần thì cái phần đấy là cái mốc thời gian 2008 là nhà tôi được hợp thức hóa đấy, chứ không phải là đấy đâu. Bây giờ anh Hưng bảo nhà tôi lấn đất mà nghe anh Hoành hay nghe một lời nói của ai đó chưa có cơ sở đâu. Anh nói nhà tôi nói xong đó thẩm định ra đo tại hiện trường xem đất có phải là làm như thế không,
thì thanh tra mới gọi là thanh tra của nhân dân được, thanh tra mới thanh tra đúng pháp luật được, thanh tra đúng sự thật được. Chứ bây giờ thanh tra chỉ nghe ông Tiến trưởng thôn nói.